Vòng thi lội ngược dòng sẽ là sự quay trở lại của các cặp đôi đã chia tay chương trình. Rất tiếc vì lý do sức khỏe nên cặp ca sĩ Phạm Trưởng và Lương Viết Quang không thể tham gia. Như vậy, chỉ còn 5 cặp thí sinh dự thi ở vòng này. 5 cặp song ca với 5 màn tranh tài tuyệt đỉnh. Thôi niềm đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ. Em ra đi hứa rằng sẽ về thăm sớm nhỏ. Thu xưa nghìn lá rơi hoa. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi. Mà hồi nãy công nhận á, tát ở trển mà đây tôi đau á, thì tôi không ngờ tát thiệt như thế. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên rồi, thương nhau làm chi. Bình còi, bình còi đi, dễ thương hơn. Bình còi phút nhỏ bé. Cô cho điểm ngay bây giờ luôn. Cô gửi anh hai điểm 10. Nhưng chỉ có một cặp được đi tiếp vào đêm chung kết xếp hạng để giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên và giành được giải thưởng 300 triệu đồng. Chiến thắng sẽ gọi tên cặp đôi nào? Xin chào mừng tất cả quý vị các bạn, chúng ta đã cùng đến với chương trình tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng. Khi đến với chương trình tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng do đài truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Bạc thực hiện. Thưa quý vị, đêm nay là một đêm rất đặc biệt, đêm lội ngược dòng, là đêm dành cho tất cả những cặp đôi đã chia tay với chúng ta trong những đêm trước. Và đây sẽ là cánh cửa hy vọng cuối cùng để chúng ta sẽ thấy được sự nỗ lực của các cặp đôi giành chiếc vé duy nhất bước vào đêm chung kết cùng với hai gương mặt xuất sắc đã có mặt ở đêm chung kết nhờ phần thể hiện đầy bản lĩnh và tài năng của các bạn. Thưa quý vị, chính vì vậy trong đêm ngày hôm nay, họ sẽ phải lựa chọn cách biểu diễn, những cảm xúc, những cung bậc để chia sẻ và mang đến những thông điệp thật hay trong phần biểu diễn của mình và giành được những điểm số cao từ quý vị ban giám khảo. Và trước khi đến với phần thi của các thí sinh, chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu những vị giám khảo của chương trình tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu nữ ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy, đạo diễn âm nhạc của chương trình. Xin chào đón. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Cẩm Ly vừa luôn đồng hành với chúng ta từ đầu chương trình mùa giải đến giờ cùng với đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vy, cũng chính là người đã giúp các thí sinh của chúng ta tỏa sáng qua từng đêm. Xin được chào đón ra sân khấu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ khách mời Dương Triệu Vũ. Thưa quý vị, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đồng hành cùng với chúng ta từ đầu chương trình đến giờ. Và ca sĩ Dương Triệu Vũ, người lần đầu tiên ngồi vào chiếc ghế nóng của chương trình tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng. Thưa quý vị, một lần nữa xin được chào đón giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Minh Vy, nữ ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ khách mời Chiêu Triệu Vũ. Xin được chào đón quý vị. Thưa quý vị, trong đêm thi ngày hôm nay, chỉ có nam ca sĩ Dương Triệu Vũ là sẽ giành số điểm trên sân khấu dành cho các thí sinh. Số điểm của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Cẩm Ly sẽ được chúng tôi công bố ở phần cuối của chương trình để tạo tính hồi hộp, gây cấn và hấp dẫn. Và đối với nhạc sĩ Minh Vy, giám đốc âm nhạc của chương trình, thì anh chỉ đưa ra những lời động viên tích cực và hỗ trợ những thí sinh. Mọi thứ được sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên trong vòng thi lội ngược dòng tối hôm nay. Bâng khuâng nhớ bàn
chiều ruột đau. Mèn ơi, làm gì mà ông ngồi đây ông hồn hét hoài vậy? Ông người ta đi rồi. Ông là một lần gặp ông là lạ lùng. Cái chuyện ông không nhớ Út là cái chuyện của ông, còn cái tôi nhớ là cái chuyện của tôi. Tôi nói cho ông biết nha, bây giờ Út cũng 2, 3, 4, 5, chắc cũng 8 đứa rồi đó. 8 đứa là ta có chồng, ta phải có con. Chứ lẽ ta chung thủy ta chờ ông. Nói chuyện với ông là mắc mệt rồi. Mày biết gì, đừng có nhớ nhung hoài chi. Mệt quá, tôi vô tôi cho heo ăn đây. Ừ, tôi cho heo ăn đi. Ông ăn không, tôi để cái máng cho ông luôn. Cái già ó đâm sao đâu, gặp chả là cái lộn, gặp chả là cái lộn. Suy nghĩ xong đưa cái máng cho tôi ăn. Ông ăn hết đi. Bực bội quá. Chú ơi, cho tôi hỏi. Ờ, cô hỏi ra. Út, trời ơi, Út, em về hồi nào vậy Út? Em sao vậy Út? Em bị gì vậy Út? Ông Phúc ơi, ông cái Phúc. Gì đó? Út về rồi. Hả? Út về rồi, ông Phúc ơi. Út về, Út về, Út về. Út ơi, em ăn sáng chưa Út? Ông vô duyên nữa. Cái gì đâu mà vô duyên, thấy sợ luôn à. Mấy năm trước cũng gặp cái hỏi người ta ăn sáng chưa. Hỏi câu đó đó mà giờ Út ta đi lấy chồng, mấy năm sau gặp lại cũng hỏi ăn sáng chưa. Ông vừa phải thôi nghe. Tại vì tôi không biết hỏi câu nào ngoài câu đó. Út ơi, tôi nhớ Út nhiều lắm đó Út. Hai đứa mình chia phôi, mấy năm rồi chưa gặp lại. Để anh u buồn trong ngóng thời gian qua. Để anh đêm ngày thương nhớ người tình xa. Em ra đi hứa rằng sẽ về thăm xóm nhỏ, bao anh gác chờ gác đợi em nửa năm, đợi em nửa năm, nửa năm năm nửa bao lần. Em mãi phương trời nào bạc chim tâm ca. Tại sao em không viết thư gì cho tôi anh vậy Út? Có biết là tụi anh nhớ em nhiều lắm không Út? Hả Út? Em hứa với anh sao Út? Hả? Em nói đi Út. Em ra đi hứa rằng sẽ về thăm sớm nhỏ, bảo anh gắng chờ gắng đợi em nửa năm, đợi em nửa năm năm nửa bao lần. Em mãi phương trời nào bạc chim tâm ca em ơi. Từng vô sâu em rơi trên lối mòn con ân kỷ, ngày nào có đôi
làm sao. Sao? Em nói cho anh nghe đi. Em nói đi. Dạ. Dạ từ lúc em lấy chồng á, thời gian đầu á cũng hạnh phúc lắm. Dạ, nhưng nhưng gì Út? Sao? Dạ chuyện là như vậy nè. Lấy cô về để cô vơ vét hết tài sản của tôi à? Được không? Cô khóc cái gì? Cô khóc cái gì? Tôi cũng dùng kiệu để mà đón cô về mà. Tôi cũng có hoa, có quả, có mâm rước cô về mà. Tôi lấy cô là tại vì ba má tôi muốn tôi lấy cô. Cô nhìn lại mình xem, cô có cái điểm gì để thu hút tôi? Tôi nói cho cô biết, tôi có thế nào đi nữa thì tôi vẫn là chồng của cô. Tôi có say xỉn, có nhậu nhẹt thì cô cũng phải biết chăm lo, quan tâm cho tôi. Phu sướng thì phụ tùy. Cô có biết tại sao mà tôi suốt ngày say xỉn không? Tại vì cô suốt ngày cô tơ tưởng về hai cái thằng mập đó. Chị sao em khổ vậy hả Út? Út ơi, anh không ngờ cuộc đời em lại như vậy đó Út. Út à, dạ không có sao hết á. Em về đây em thăm quê, em thăm nhà. Bây giờ em đi. Đời anh nửa năm năm nửa bao lần, em mãi phương trời nào, bạc chìm tâm ca em ơi. Đời em nửa năm năm nửa bao lần, em mãi phương trời nào, bạc chìm tâm ca. Bây giờ em tính sao hả Út? Em cũng không biết nữa. Rồi em định đi đâu? Em không biết. Hay vậy đi, em đừng đi đâu hết. Vậy em ở lại anh quê nhà nghe. Anh hứa với em, anh có bầy chim cút nè, anh bán anh nuôi em. Còn anh có một bầy heo á, cái anh bán luôn bầy heo với bán ổng luôn nuôi em được không? Ở với anh đi, dạ anh lo cho em. Vô duyên quá à. Nhậu Út ở lại với anh nhau. Út ở lại với anh không ơi. Ông ơi, Bình Mập và Phúc Béo. Mình phải bước ra đây để anh xin lỗi em. Hồi nãy anh tát em hai cái đau quá trời đau luôn. Hồi nãy trước khi lên sân khấu thì có nói là chúc anh tát thiệt nha. Nói anh cứ tát đi. Cảm ơn em rất là nhiều đã ra hỗ trợ cho hai bạn. Ừ, này khóc thiệt đúng không? Cảm ơn em nha. Đúng là câu chuyện thật là cảm động. Rất là cảm động. Cảnh trí đẹp nè.
nó gần gũi, nó hợp lý, nó có liên quan tới cái nội dung của cái bài hát này, câu chuyện này. Bây giờ mình nói về chuyên môn chút xíu. Có lẽ là mình là không phải là cái người đi hát, mình là ca sĩ, cho nên là cái cao độ mình sẽ có một chút xíu hạn chế, nhưng mà cái cảm xúc nó quan trọng hơn. Cảm xúc các em mang lại cho mọi người đấy, giám khảo khó tính như thế còn phải rơi nước mắt, thì huống hồ gì khán giả. Câu chuyện rất là cảm động. Riêng phần phụ diễn cho câu chuyện nó thêm cảm động hơn á, nó cũng rất là thú vị. Những cái đại từ của người miền Tây thì cần phải quan sát và nghiên cứu thật là kỹ thì mới bộc lộ được tính cách của con người chân chất của miền Nam và miền Tây. Đó, với sự phụ diễn như vậy là quá quý rồi. Còn đại từ khi nào mà làm phim, làm ảnh thì chắc là cậu MC đẹp trai người Sài Gòn chính gốc này sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Bỏ qua đi, tại vì diễn xuất quá hay, quá đạt. Quá đạt mà hồi nãy công nhận á, tác ở trển mà đây tôi đau á, thì tôi không ngờ tác thiệt như thế đó. Công nhận là phải công nhận là những người diễn viên, người ta nghệ thuật, người ta đó có cái sự đam mê, người ta chấp nhận, người ta hy sinh, người ta như thế nó mới thật. Và cái cảm xúc nó mới thật. Và em xin nói với anh Bình Mập, với Phúc Béo là như Hưng nói là cảm xúc em trong đây nó rất là đông đầy. Tại vì thường thường em hay khắc khe ở cái những vấn đề trang phục hoặc là những cái tiểu tiết nhỏ trong cái diễn của mình là nó có cái lý do hết. Bởi vì khi mà một bài hát với cái nội dung như thế và anh diễn xuất cái bối cảnh của anh và những cái gì nó có liên quan thì nó sẽ cộng hưởng rất là nhiều. Nó sẽ đem lại cái cảm xúc cho người ta, là người ta sẽ đón nhận người ta. Nó không có bị như là mình nhiều khi những bài hát mình hay, lời mình hay, hát hay, mà những cái tiểu tiết kia nó làm cho mình bị phân tâm, nó làm cho là mình nó lại hụt đi, nó không có đông đầy vào. Thì hôm nay tất cả những cái gì mà anh làm, những cái diễn, những cái này kia, nó sát sao và cái nội dung của bài hát, nó làm cho mình đem lại cảm xúc rất nhiều. Và em quan sát rất kỹ lúc mà Khang mà với cái cô bạn diễn á, diễn ở đây đáng lẽ là mình phải tập trung vào Khang và bạn diễn đó, nhưng mà Ly bất chợt Ly liếc qua đây thì đi thấy hai người vẫn rất là bần thần khi nghe cái câu chuyện nó kể lại. Tức là mình vẫn giữ cái mạch cảm xúc thì nó rất là tốt. Và đây là tác phẩm đầu tiên nhưng mà rất là hay, rất đông đầy cảm xúc. Chúc mừng tiết mục của hai anh. Vũ phải công nhận là hai anh có hai bạn diễn rất tuyệt vời, đã hỗ trợ thật nhiều cho cái sự thành công này của cái tiết mục của hai anh. Thì khi mà Vũ đọc cái tên của hai anh thì mình cứ tưởng là hai anh sẽ diễn một cái tiết mục hai. Bình Mập Phúc Béo nghe là thấy dễ thương và thấy mắc cười rồi. Nhưng mà không ngờ hai anh đã chọn một cái bài bi như thế này. Thì dĩ nhiên khi mà chấm điểm hai anh về phần chuyên môn về hát thì em sẽ không có chấm theo cái thang điểm của một người ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà nói về mạch cảm xúc thì hai anh đã truyền tải rất tốt. Dĩ nhiên có những chỗ mình có thể làm cho tốt hơn, tức là mình không cần phải diễn nhiều quá. Khi mà mình khóc mình nén lại thì khán giả khi mà thấy họ sẽ cảm xúc nhiều hơn là mình cứ bù lu bù la hoài. Còn ngoài ra thì những cái khác thì Vũ thấy rất là tốt. Cái đoạn hò của anh á, cho dù nó không có được mượt mà giống như là chị Hương Lan hoặc là mấy người mà chuyên về hò, nhưng mà nó lại có thể chạm được đến trái tim. Tại vì hình như ngay lúc đó là anh thật sự có cảm xúc và anh có rơi nước mắt thật sự. Cho nên là xin chúc mừng hai anh rất nhiều nha. Xin cảm ơn Duyên Triệu Vũ và xin mời nhạc sĩ Minh Vi. Thực sự hôm nay tôi cũng nói trước luôn là năm tiết mục là chúng tôi muốn ngồi thưởng thức. Và cái trăn trở nhiều nhất cho tôi không phải là đêm chung kết mà là đêm nay. Trăn trở rất nhiều vì tôi muốn là mỗi một cặp thí sinh các bạn sẽ thể hiện cái hay nhất và phát huy cái sở trường tốt nhất. Tất nhiên là cái phần hát, đây là cuộc thi hát, nhưng nếu mình cộng thêm được phần diễn xuất, mình cộng thêm những cái bên ngoài và hỗ trợ được thì sẽ thấy được cái khả năng của mình và cái hay nhất để cho khán giả xem. Cái lời bài này nó hay lắm, tôi thích nhất một cái câu là đợi em nửa năm bao lần. Mà thật sự đó, bài này lại nhớ là nhớ cái câu đó đó, nó lạ mà lại nhớ, nó thích. Xin được cảm ơn ban giám khảo với một tiết mục rất là đông đầy cảm xúc trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì điểm số của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và điểm số của nữ ca sĩ Cẩm Ly sẽ được giấu đi ở phần cuối của chương trình. Và chúng tôi xin mời số điểm của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. Hai anh làm rất tốt. Vũ gửi đến hai anh một con điểm là 9.5. 9.5. Xin chúc mừng các anh.
Con à. Bố, bố vào đây làm gì? Bố lại vào đây. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con. Cho bố xin phép được thắp nén nhang được không con? Bố à, bố đã bỏ mẹ con. Bố còn thắp nhang làm gì? Sự có mặt của bố mẹ con không vui đâu. Con nghĩ là vong linh mẹ con không muốn đâu. Bố về đi. Bố về đi. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ. Tại sao năm nào bố cũng ngâm câu thơ này hết? Bố về đi. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió đưa man mác gửi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây. Gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Già chờ con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa nghe. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay yêu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con. Lòng nhớ thương ai, có nghe trong mắt lệ thấm tuôn tràn. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ giờ chưa mong con. Xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con. Bố nội mới thương mẹ con. Vậy chứ ngày này năm đó bố bỏ đi đâu? Bố bỏ đi đâu? Con ơi, con ơi, bố biết bố có lỗi với mẹ con. Nhưng con ơi, năm đó con lên 3 tuổi. Ông nội ở ngoài đó mất, bố phải về chịu tang ông nội. Khi bố về đến nhà thì trong này có một trận bão rất to. Xong việc của ông, bố quay lại thì tất cả đã tan hoang rồi.
bố như điên như dại. Tìm mẹ con khắp chốn cùng nơi, nhưng chỉ là trong vô vọng con ạ. Bố biết trận bão lụt đó mẹ con như thế nào không? Mẹ con chỉ kịp đưa con vào bờ, rồi mẹ con chết đi. Đang khi vật lộn với tử thần, trước khi chết, mẹ chỉ kêu tên bố. Bố biết mà con. Thôi, trăm lỗi cũng là do bố, nghìn lỗi cũng do bố con ạ. Chính vì thế mà khi biết con ở chỗ này, 10 năm nay cứ ngày giỗ là bố vào đây. Thứ nhất là trước vong linh mẹ con, bố mong tha thứ và con hiểu cho bố. Bây giờ cái sức khỏe của bố không cho phép, bố sẽ không vào đây nữa được đâu con ạ. Thôi, từ bây giờ con yên tâm, bố sẽ không làm phiền con nữa đâu. Con ơi, con ngựa ngày xưa, mỗi lúc con chơi đùa, bố thường đọc cái câu gì nhỉ? Nhong 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 ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Con còn nhớ không? Đây nữa này, đây là đôi giày bố định mua để mang vào cho con, nhưng vào đến nơi bố chẳng tìm thấy con đâu cả. Suốt hơn 30 năm qua bố vẫn giữ nó như một kỷ vật. Bây giờ con cầm lấy cho bố vui lòng. Thế này là bố thanh thản lắm rồi con ạ. Thôi bố cứ để đây nhá. Thôi bố chào con, bố về đây. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đầm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành nhẹ nhàng hôn con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch sạch sao cho. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu.
Chúng tôi thấy là hình như ở cái vòng lội ngược dòng này thì đội nào cũng quyết tâm hết, cho nên là tiết mục nào cũng đông đầy cảm xúc. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Vâng, đúng là có thêm một câu chuyện cảm xúc nữa. Hình như là các đội đúng là cái là vào những khoảnh khắc mà sống còn thì người ta bung hết chiều à? Dùng hết tất cả nội lực họ có thể được. Cho nên là các đội đang chơi một cái đòn tâm lý chiến, làm khó giám khảo. Chúng tôi cũng là chưa thể nói được gì cả. Thì chỉ biết là đông đầy cảm xúc theo cái cảm xúc của các anh chị mang lại. Thì thêm một tiết mục rất đáng khen ngày hôm nay nữa. Xin cảm ơn. Nguyên Khang thấy là ca sĩ Dương Triệu Vũ gật đầu mãi, nhất là khi cái khúc mà anh Tấn Hoàng cất tiếng hát lên. Để lấy một cái bối cảnh vào ngày xuân như thế này, tức là ngày xuân lúc nào cũng là mang lại nhiều cảm xúc nhất đối với người Việt Nam mình, nhất là về gia đình. Lúc đó là những cái mà mình muốn tha thứ, mình muốn được hạnh phúc, mình muốn được ở cạnh những người thân yêu của mình. Thì hai anh đã rất là thành công. Khi mà Vũ nhìn xung quanh thì Vũ thấy hầu như ai cũng khóc hết. Cái đó là về phần cảm xúc. Còn về phần hát thì Vũ quá sức bất ngờ. Vũ thật sự là lúc đầu anh Thắng hát là Vũ đã ngạc nhiên rồi. Vũ không ngờ anh hát hay như thế. Rồi xong rồi Vũ chỉ mong đợi là cái phần của anh Hoàng anh cũng sẽ làm thật là hay. Thì Vũ rất là bất ngờ khi cả hai người đều hát như ca sĩ chuyên nghiệp. Cho nên là Vũ sẽ không nói thêm, nói nhiều, nói bớt. Và không đợi để cho điểm nữa. Vũ cho điểm ngay bây giờ luôn. Vũ gửi anh hai điểm 10. Yeah. Chúc mừng anh. Mà có vẻ là cảm xúc của Dương Trường Vũ quá nhanh. Chưa kịp mà hai giám khảo kia nhận xét đã giành ngay con 10 luôn. Nguyên Khang xin mời chị Cẩm Ly. Vũ nhìn hoài nãy giờ quê muốn chết luôn nè. Kỳ quá, ghét quá à. Tự nhiên chương trình lội ngược dòng mà cứ nãy giờ hai tiết mục hồi nãy còn ngân ngấn, ở bên nay chảy ròng ròng luôn nè. Không biết nói làm sao nữa. Đó, hôm nay em đúng thật là phải nói là em thưởng thức thực sự luôn đó. Tức là cái mạch cảm xúc nó nhiều quá, nó dâng tràn và nó rất là đời, Vũ biết không? Nó rất là đời luôn, những cả những cái câu thoại và những cái lời bài hát rồi nó ăn vào với nhau và nó dằn xé cái tâm trạng của người cha cũng như là người con, như là có một cái nỗi hờn giận với cha, nhưng mà rồi ngày Tết rồi sức khỏe cha, những cái dằn xé đó là anh Hoàng và anh Thắng nó làm rất là tốt và đem cho đến người ta cái cảm xúc và cái nỗi như Vũ gần nói là gần Tết đến nơi rồi, phải không? Đúng là cái Tết là cái mùa sum vầy, cho nên ai ai cũng mong muốn, một nhiều khi do công việc, do cái gì đó người ta phải đi xa, không có gần gũi với nhau, thì cái ngày đó là cái ngày là muốn gần gũi với gia đình sum họp nhất. Cho nên là dù giận cách mấy thì cũng là ba của mình, mà khi mà nghe cái tâm tư là tại sao mà nó xảy ra vấn đề như thế, lại càng thương cha hơn nữa. Mà cha bây giờ cũng tuổi già sức yếu, những cái đó hai anh thể hiện rất là tròn trịa và đầy cảm xúc. Chúc mừng tiết mục của anh. Và hơi giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vi, thì lý do vì sao từ hai người bạn thân anh đã đưa một câu chuyện thành hai cha con trong ngày hôm nay rất là xúc động ạ. Xin mời anh. Khang hãy giới thiệu là danh hài Chiến Thắng và nghệ sĩ Tấn Hoàng, đúng không? Lên hai ba vòng này, tất cả khi mà cặp này xuất hiện là khán giả bắt buộc phải đón nhận là phải cười. Dù là bài đó buồn cỡ nào đi nữa thì cái đoạn văn tấu hay đoạn nghỉ hay đoạn coda hay đoạn gì phải có một cái chiêu để người ta cười. Và tôi biết chắc là ngay cả bạn Đàm Vĩnh Hưng và xã tôi cũng vậy, sẽ đón đợi cái cặp này cười như thế nào. Đưa len lỏi vào các nhà hàng xóm, các xóm lao động, tôi trả lời là xóm lao động luôn. Tôi vào, tôi hỏi người ta thích chương trình này ở một cái chỗ là ngoài phần hát ra có chút xíu phần đầu, có chút xíu ở giữa hoặc là phần sau, có cái gì đó làm cho người ta gắn kết với đời sống của người dân lao động, của mọi tầng lớp và của hoàn cảnh nhiều người, tình cảm tâm tư của nhiều người trước khi đưa bài hát vào chương trình này. Gần sau này ít bao giờ tôi dựng một cái kịch bản nói về cha. Thường tôi viết những bài hát về mẹ nhiều hơn, mà đây là lần đầu tiên tôi muốn dựng bài hát này cho một cái cực kỳ khó cho hai bạn chuyên về hài. Và hôm nay tôi nghĩ là tôi không khóc, nhưng cái đau trong lòng tôi khi nói về cha nó nặng hơn. Và tôi cảm ơn hai bạn đã làm một tác phẩm, một cái kịch bản dù tôi đưa ra tập rất ít, rất ngắn, mà theo tôi là lấy hết tất cả nước mắt của tôi chảy ngược vào trong tim.
Xin cảm ơn anh Minh Vy. Dương Triệu Vũ thì đã dành cho các anh 10 điểm rồi. Còn điểm số của ca sĩ Đàm Minh Hưng và ca sĩ Cẩm Ly sẽ được giấu ở cuối chương trình. Hạnh Nguyên
Ở cái bài Linh Hồn Tượng Đá, nó hay càng về sau á, nó ăn xam nhiều hơn và nó hay hơn. Khi mình hát, nhiều khi mình đừng có đẩy cái cường độ nhiều quá thì nó cũng không tốt, nó phải là cân bằng lại. Nhưng ở cái bài 2 về cái bài Linh Hồn Tượng Đá mà cái đoạn cuối thì đồng ý vấn đề đó. Yeah. Lúc mà Quân càng về cái câu cuối cùng mà Em ơi, thì lúc đó là đẩy rất là tròn trịa và rất là nội lực, thì đó lúc cái đó thì hợp, rất là hợp lý. À, hai cái bài hát này thật sự là hai bài hay, rất nổi tiếng. Tuy nhiên nó không phải là cái bài dễ để hát mà làm cho người ta khuất phục ngay. À, tại vì những dấu ấn nó đặt ở phía trước nó rất là lớn. Đúng là Quân hát cần em thả lỏng xíu nữa đi, không cần phải căng cứng vậy đâu. Nó giống như mình khi em căng cứng làm cho người ta cảm thấy là em đang không có hợp, em đang không có xử lý được, mà trong khi em khả năng của em dư sức luôn. Em hát khỏe khoắn, giọng mượt mà đẹp thì em xử lý cách riêng của em đừng có cố làm cho nó ra cái gì hết trơn, hát theo kiểu của mình cũng được nữa. Như Nguyên có những cái nức nở, những cái luyến lấy của Nguyên đó, nó rất là riêng tư, rất là hay. Nói thật lòng là hai cái bài này không hề đơn giản để mà dàn dựng, rất khó dàn dựng. Ngay bản thân anh khi mà làm cái bài này trong cái live show của mình cũng hoàn toàn bó tay luôn, phải làm cái gì để ra câu chuyện này đây. Chúc mừng Tiết Mục hai bạn. Xin cảm ơn anh Hương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, số điểm của ca sĩ Nam Vĩnh Hưng và ca sĩ Cẩm Ly sẽ được biết ở cuối chương trình. Xin mời số điểm của ca sĩ Dương Triệu Vũ. 9,75. Trời ơi. 9,75. Vâng. Cô hai, cô ra đây làm chi vậy? À, tại vì tôi nhớ người ta. Trời ơi, cô hai đừng có nói như vậy, lỡ bà chủ bà nghe được bà đánh cô hai chết đó. Tôi không có sợ. Anh nói vậy nghĩa là anh không thương em đúng không? Em đi vô á. Tôi đi vô à? Anh, tôi đi vô thiệt luôn á. Tôi thương cô hai. Gì tôi? Anh thương em. Nói đi. Anh thương em. Anh thương em. Nhưng mà anh sợ lắm. Anh sợ gì? Anh sợ nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sâu, có nghe cay mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng sợ hay em đã quên ngày đó. Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia phôi, đời em con gái đã lớn yêu rồi, vâng anh em biết con ai nữa, nhưng khi hờn rồi xa xôi còn ai đứa tình
ta mãi con trai ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ, và dù mình cách chờ em để tạm anh suốt cuộc đời. Làm sao anh sống khi mất em rồi, vắng nhau đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết nhau thôi thế yêu nhau. Giờ mắt kiếm con hoài không được, con đang làm cái gì đó? Bà hội đồng. Mẹ em. Còn thằng Đực nữa. Mày trẻ tuổi xong chưa? Mày vô mày xách nước cho tao coi. Đâu dạ, có dạ rồi. Con vô liền. Con vô liền bà hội đồng ơi. Hai à. Dạ. Không phải tại em, cũng không phải tại anh, tại trời xui khiến nên chúng mình thương nhau. Tình nồng thắm biết bao, lúc ông tơ bắt cầu bà nguyệt nói chữ yêu vui tròn buổi ban đầu. Rồi thời gian lướt mau, tình ta úa màu, đàn dựng phim sâu đầy thương đau khi tình heo. Không phải tại em, cũng không phải tại anh. Tình yêu như hoa nở đẹp xinh khi xuân đến. Trời đất ơi! Cái gì đây? Dậy ra! Mày vớt hoa ra cho dạ, tao coi! Dạ, bà hội đồng! Cái gì đây thằng Đực? Dạ, tao thưa... kêu mày trẻ củi, mày làm cái gì đây? Dạ, thưa bà hội đồng, con... Còn sao? Con thương cô hai thật lòng, bà hội đồng ơi! Cái gì? Mày thương cô hai hả? Mày thương cô hai hả? Má ơi! Cái con mày là người ở trong nhà! Đè mày ra đeo chứ hả? Má ơi! Má! Má đừng có đánh đánh đường mà má! Con đi vô nhà! Thái độ đàng hoàng, đẹp đẽ sửa soạn lại cho lục lát người ta qua coi mặt. Nhanh lên, má ơi, dắt cô hai vô. Má ơi, con không có lấy chồng đâu má ơi. Cái gì? Con không có lấy chồng. Con cãi mày à? Bà hội đồng ơi, đừng có đánh cô hai, đánh con đi bà hội đồng ơi. Bà ơi, đừng đánh con đi bà hội đồng. Má ơi, con lại má mà. Má đừng có ngăn cản con với anh Đực. Con với anh Đực là thương nhau thật lòng mà má. Con im liền. Vô về cho má. Má ơi. Mày đập chết đi cho tao. Má ơi. Không phải tại anh.
tại đời đen trắng nên chúng mình xa nhau. Mình từng nói đã lâu, dẫu đi chung chuyến tàu, người về bên khác nhau, không hẹn đến nơi nào, thì ngày này có sao? Mình không trách người, mình không trách mình, đời đổi thay như màu áo, không phải tại anh, cũng không phải tại anh, không phải tại em. Cũng không phải chúc mừng nghệ sĩ Đoạn Minh và diễn viên Phạm Yến. Thật ra lỗi không phải tại anh chị đâu, lỗi là tại cái bà kia đó đó. Thật ra cái kịch bản này thì nó cũng rất là quen thuộc, cái mô típ này rất là quen thuộc. Nó chỉ tạo cho mình thêm cái cảm xúc trong bài hát, nó thích hợp. Đối với Ly thì giữa hai bài thì Ly thích lúc mà Minh và Yến hát cái bài hai hơn cái bài không phải tại chúng mình. Cả hai bài vẫn không tốt bằng cái đoạn mà chỉ có một cái đoạn nhạc, một cái rải theo thôi. Hai người lúc đó mình lại sợ là, tại vì Yến có một cái điều gì nè, Yến mai mốt nhớ cố gắng, cái này là chị cũng có lời khuyên thôi, tức là Yến đừng có đem cái cảm xúc của mình vào bài hát quá sớm, nó cứ bị vỡ, cái giọng em nó sẽ nứt nở nhiều quá. Đúng là cảm xúc hát thì mình sẽ biết cảm nhận được, Ly sẽ cảm nhận được là do mình hát bị hư hay là cái giọng của mình như thế, nhưng mà nhẹ nhẹ biết tiết chế, cố gắng biết tiết chế để không thôi nó vỡ òa và nó vụng, nó bị nát cái câu hát của mình, nó không có được đẹp. Nhưng ở cái đoạn cuối đó lại sợ, tại vì lúc đầu thấy Yến hát như thế lại sợ là chết rồi, cái kiểu này mà cô này mà khóc kiểu này nữa, mà cái cảm xúc hai người đang lên cao trào như thế thì nó sẽ coi như nó hư, tại mà là không có nhạc hỗ trợ nữa. Nhưng mà trái lại chỗ đó hai người lại tốt và lại cảm xúc hát rất là tròn trịa, đầy đặn và lại cảm xúc rất là nhiều. Đúng là Thanh Trúc làm rất là tròn trịa cái vai đó. Thì cái đài từ, cái giọng nói, cái tiếng thét, tiếng dằn từng câu một, rất là hay. Ánh mắt, thái độ di chuyển qua để mà sừng sộ, rất rất là xuất sắc. Nói về Thanh Trúc, còn nói về cái bài này, lúc đầu thì Yến hơi run một chút xíu, sau đó lấy lại hết toàn bộ cái cảm xúc ngọt ngào. Thoại hay, chọn bài cũng hay. Và cái ngân dài để mà đặt cái nốt, cái chữ cuối cùng xuống của Đoạn Minh lúc nào cũng làm Hưng vừa ý. Đây là câu chuyện thuyết phục Hưng nhất từ nãy đến giờ. Thế thôi. Vũ phải công nhận là hai bạn diễn như là không diễn vậy đó. Vũ rất là tin tưởng vào những cái lời các bạn nói, làm cho Vũ có cái sự quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra tới hai bạn. Cho nên từng câu hát của các hai bạn, cho dù có những cái chỗ nó không có hoàn hảo, nhưng mà mình vẫn rất là giống như hai bạn kể chuyện cho mình vậy đó. Mình không quan tâm tới hát nữa, mình chỉ muốn biết là ủa cái chuyện này sẽ đi tới đâu. Dĩ nhiên cái motif này nó rất là xưa lắm rồi, nhưng mà Vũ lại vẫn quan tâm. Có nghĩa là các bạn rất rất thành công. Và đến cái đoạn cuối chỉ với cái đần bầu thôi, hai bạn hát đã đủ lấy nước mắt của những người nào đã từng yêu và đã từng phải xa rời người yêu mình vì một cái hoàn cảnh nào đó. Thì Vũ xin chúc mừng hai bạn. Tụi em được cái này nè, ai cũng biết trước cái mô típ này, ai cũng đoán được, nhưng cả khán phòng im lặng theo dõi đấy, của em là tụi em đã thành công. Đúng không? Đúng, mình nói đúng. Từng câu hát vỗ tay một cách rất ngẫu nhiên. Tới sáng hôm nay anh vẫn tập cho Yến cái đoạn đầu, cách ăn gian câu để cho chị Ly với anh Hưng không bắt bẻ được. Nên em làm cái đó, anh nói là rất thành công. Xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Huy đã nói những tiếng nói ủng hộ cho cặp đôi Đoàn Minh và Phạm Yến. Và bây giờ sẽ là điểm số của ca sĩ Dương Triệu Vũ. Cũng cho một điểm rất chẵn, rất tròn. 10 điểm. Xin chúc mừng cặp đôi của Đoàn Minh và Phạm Yến.
Và đây là điểm 10 thứ hai trong đêm nay. Xin chúc mừng. Lòng
Thưa quý vị, Mai Quốc Việt và Như Thùy. Các bạn có một cái câu chuyện xúc tích rõ ràng và làm cho người ta ngạc nhiên nữa vào ngay cái đoạn cuối. Vũ nghĩ là chắc cũng làm cái giường xong nhảy, nhưng mà hai bạn làm cho Vũ rất là ngạc nhiên. Và về phần hát thì Việt thì Vũ sẽ không nói, tại vì Việt là ca sĩ chuyên nghiệp rồi. Còn về Như Thùy thì Vũ rất là bất ngờ về cái cách bạn tận dụng cái giọng gió cũng như là cái quãng trên của mình, nghe rất là ngọt ngào, rất là hay và đi vào lòng người. Chúc mừng hai bạn. Xin cảm ơn ca sĩ Triệu Vũ, xin mời chị Cẩm Liên. Nghe giọng người ta hát nhạc kịch chưa? Em chưa. Dễ em sợ rất là lắm đấy, dễ sợ lắm đấy. Cuối rồi em chơi câu luôn đi. Thôi khóc làm gì? Wow. Đã lâu xuyên rồi, thương nhau làm chi? Xa cánh nhau rồi. Có nghĩa là khi em hát bài Sang Ngang, giống như em hát y như vậy thì chị rất là ok. Chị đang nói về cái cách hát. Có nghĩa là cái bài này, những cái bài nhạc chậm á, em hát nó không khéo, nó sẽ thành mình bị lề mề, nó bị đều. Thì khi mình hát, mình xử lý trong cái câu hát, giống như là của Việt hát cái bài kia thì anh ở đâu, em ở đâu đó. Em chỉ đơn giản thôi, em đánh dấu hỏi ở cái câu đó là em sẽ hát ra. Em hiểu không? Chứ đừng có anh ở đâu, em ở đâu. Nó sẽ đều. Mà cái cách là giống như em hỏi luôn, đặt cái dấu hỏi thì nó em hát. Nó sẽ theo cái từng cái câu hát cũng như nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Đó. Thì nó sẽ đỡ cái chán bài hát và giống như em xử lý cái cảm xúc em trong bài hát luôn, cái gọi là cái diễn trong câu hát của em luôn. Em muốn nghe Việt hát mà hát cái bài bài Sang Ngang mà theo cái kiểu của chú Chế Linh được không? Tại vì khi anh nghe em hát ở trên đó, anh ở dưới này cứ tưởng tượng em hát theo kiểu chú Chế Linh không à? Không, cái đây là em hát kiểu của em đó. Không, bây giờ em hát đúng một câu theo chú Chế Linh cho anh nghe. Thôi khóc làm gì, đã lỡ duyên rồi, thương nhau làm chi? Bên này đòi hỏi quá nghe chưa, được bộ được nước làm tới. Ngồi đây mình được đòi hỏi mà. Đòi hỏi bằng nữ thì bằng nam. Quyền. Chúng ta cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho cặp đôi này. Điểm của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ. 10 điểm. Đón này phải không? Tại vì em hát cái câu chú Chế Linh nên nó mới cho điểm. Đấy là đội điểm cao hả? Đúng câu Chế Linh. Thưa quý vị, năm cặp đôi trên sân khấu đã mang đến cho chúng ta năm câu chuyện khác nhau với những cung bậc cảm xúc và đã chạm đến trái tim của khán giả theo dõi chương trình trong đêm nay. Tuy nhiên, chiếc vé thì chỉ có một. Và bây giờ phút hồi hộp công bố đã đến. Chúng tôi xin mời ra sân khấu năm cặp đôi. Thưa quý vị, bây giờ trước khi đến với phần công bố kết quả thì Nguyên Khang muốn hỏi cảm xúc của ba vị giám khảo đối với năm cặp đôi của chúng ta trong chiếc vé cuối cùng bước vào chung kết. Xin mời chị Cẩm Ly. Thì biết rằng mình sẽ giành một chiếc vé để vào vòng chung kết, nhưng mà Ly vẫn mong là sẽ thưởng thức, chính xác là thưởng thức được những tiết mục. Thì thật sự hôm nay là không phải là tiết mục nữa mà là giống như một những cái tiểu phẩm nhỏ nhỏ vậy đó. Cho nên cảm thấy cảm xúc rất là đông đầy hôm nay, rất là dân tràn, rất là nhiều. Và một điều nhìn nhận là tuy rằng cuộc chơi nhưng mà mình cũng thấy rằng tất cả mọi người đã rất là bỏ tâm huyết và rất là coi như là nghiêm túc với cái cuộc chơi này. Rất là hết mình. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Xin cảm ơn chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của anh Đình Minh Hương. Có những tiết mục Hương thích nhưng mà cô Ly không thích. Đó, có những mục cô Ly thích Hương lại không thích. Thì nó hoàn toàn độc lập, rất độc lập, rất công tâm. Cho nên cái con số chúng tôi đưa ra cũng ngạc nhiên. Mình không thể nào sửa lại, ôi sao bà không thích theo tôi hay là tôi không thích, Hương không thích theo Ly. Không làm vậy được. Đúng số điểm mình viết xuống như vậy và nó sẽ ra cái kết quả một cách rất là ngẫu nhiên. Ngay cả Hưng tưởng chừng như là Hưng với Ly sẽ tìm được cái tiếng nói chung trong cái lần này. Đó. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn không thuộc về nhau.
À, mình nghĩ là và tới ngày hôm nay có được một cái đêm lội ngược dòng như thế này mà đông đầy rất là nhiều cảm xúc. Nói chung là đó là thay lời của tôi cảm ơn tất cả các bạn. Những buồn, những vui, đông đầy cảm xúc, kỷ niệm và những lời chân thành nhất. Bao nhiêu lời khuyên hay bao nhiêu lời chân thành hay bao nhiêu những cái gì làm đẹp nhất hay nhất có thể, mình đã làm hết cho các bạn rồi và không có một cái việc cá nhân nào trong đây cả. Xin được cảm ơn giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Minh Vy, rất xúc động đúng không ạ? Thưa quý vị, Nguyên Khang sẽ công bố theo thứ tự từ thấp lên cao số điểm thôi nha. Số điểm đầu tiên là của chị Cẩm Ly, số điểm thứ hai là anh Đàm Vĩnh Hưng và cuối cùng tổng điểm. Với số điểm 9,5 của chị Ly, 9,5 của anh Hưng, tổng điểm 28,5, đó là số điểm của cặp đôi Bình Mập và Phúc Béo. Xin cảm ơn cặp đôi. Chỉ còn lại 4 cặp đôi trên sân khấu. Điều đặc biệt đã xảy ra, đó là 3 cặp đôi của chúng ta đều đồng 29,25. Ba cặp đôi của chúng ta đều cùng 29,25. Số điểm của cặp đầu tiên là 9,75 và 9,5 từ phía chị Ly và anh Hưng. Số điểm của cặp thứ hai 9,75 và 9,75 từ chị Ly và anh Hưng. Và số điểm của cặp cuối cùng là 9,5 từ chị Ly và 9,75 từ anh Hưng. Tổng điểm cho ba cặp là 29,25. Và cặp cuối cùng chỉ nhỉnh hơn các bạn 0,25. Đã nhận được 9,75 từ chị Ly, 9,75 từ anh Hưng và tổng điểm là 29,5. Tôi xin được chúc mừng cặp đôi duy nhất nhận được chiếc vé bước vào chung kết. Xin được chúc mừng cặp đôi ca sĩ Mai Quốc Việt và diễn viên Như Thùy. Xin chúc mừng cặp đôi của chúng ta đã nhận số điểm là 29,5. Theo thứ tự chúng ta có nghệ sĩ Tấn Hoàng và nghệ sĩ Chiến Thắng 9,75, 9,5. Ca sĩ Đông Quân Hạnh Nguyên 9,75, 9,75 và Đoàn Minh Phạm Yến 9,5, 9,75. Xin chúc mừng. Những tiết mục của vòng thi lội ngược dòng đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho ban giám khảo. Các cặp thí sinh đã giành được những điểm số rất cao. Và Chiến Thắng đã gọi tên cặp ca sĩ Mai Quốc Việt và diễn viên Như Thùy với 29,5 điểm là cặp tiếp theo bước vào vòng chung kết xếp hạng. Thưa quý vị, như vậy cặp đôi Mai Quốc Việt và Như Thùy sẽ cùng với Cao Công Nghĩa, Thiện Nhân, Vĩnh Thiên Kim và Hồ Việt Trung sẽ tranh tài trong đêm chung kết xếp hạng để giành ngôi vị quán quân với giải thưởng 300 triệu đồng. Chương trình Tuyệt đỉnh Sông Ca phiên bản cặp đôi vàng do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Như vậy, chủ nhân của 3 tấm vé và vòng chung kết xếp hạng đã lộ diện. Đó chính là các cặp đôi ca sĩ Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân, ca sĩ Vĩnh Thùy Kim và Hồ Việt Trung, ca sĩ Mai Quốc Việt và diễn viên Như Thùy. Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng đã đi đến chặng thi gay cấn và hấp dẫn nhất. Ngôi vị quán quân mùa đầu tiên với giải thưởng 300 triệu đồng sẽ xướng tên ai? Câu trả lời sẽ có trong đêm chung kết xếp hạng. Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng sắp đi đến chặng đường cuối cùng. Một Thiện Nhân, Cao Công Nghĩa với sự ăn xâm tuyệt đối trong từng câu hát. Một Vĩnh Thuy Kim
Hồ Việt Trung làm sân khấu bùng nổ bằng sự duyên dáng hài hước đặc biệt. Một Mai Quốc Việt như thùy, sang trọng, quý phái, dâng tràn niềm cảm xúc trong từng ánh mắt. Đêm nay, ba cặp thí sinh tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng sẽ khẳng định mình, chiến thắng sẽ gọi tên ai? Ai sẽ là quán quân mùa giải đầu tiên với phần thưởng 300 triệu đồng? Hãy cùng thưởng thức những màn tranh tài tuyệt đỉnh trong đêm chung kết xếp hạng tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng. Trước khi đến với đêm chung kết, hãy cùng lắng nghe một bản tình ca nổi tiếng qua tiếng hát của nữ giám khảo khách mời của đêm, ca sĩ Nhật Hạ. Ôm trăng đánh giấc bên đồi
xa lạ. Thôi thì thôi, chỉ là phù vân. Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy xin gửi lời chào mừng đến tất cả quý vị các bạn. Chúng ta đang cùng đến với vòng chung kết của chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng. Thưa quý vị, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Và chắc chắn đêm thi chung kết ngày hôm nay, quý vị sẽ cùng với chúng tôi trải qua rất nhiều cảm xúc. Và chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem ai sẽ là quán quân của chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng mùa đầu tiên, trước khi đến với ban giám khảo trong ngày hôm nay cũng như phần thi tài của thí sinh. Cho phép chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của các vị đại biểu đang đồng hành cùng với chúng ta. Về phía đơn vị tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và chào đón Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, ông Lê Quang Nguyên. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Tổng Giám đốc Công ty Sang Vàng Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Kim Dung. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón bộ tứ giám khảo quyền lực sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong sân khấu của Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị ông Hoàng Nhạc Việt, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Được quý vị khán giả yêu mến với rất nhiều ca khúc, không chỉ ở phong cách sôi nổi mà còn cả những dòng nhạc trữ tình và bolero, đó chính là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Tiếp theo chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị giám khảo khách mời, nữ ca sĩ Nhật Hạ. Thưa quý vị, chinh phục khán giả với những bản tình ca vô cùng lãng mạn, nữ ca sĩ Nhật Hạ là người đã thổi hồn cho những ca khúc rất trữ tình, và ngày hôm nay thì chị rất duyên dáng trong tà áo dài đen thướt tha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi thứ hai. Xin được giới thiệu giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vy cùng với nữ ca sĩ Cẩm Ly. Chắc chắn đêm thi ngày hôm nay sẽ là đêm thi khó nhất, cân não nhất, khi mà các vị giám khảo của chúng ta đang có ba cặp đôi xuất sắc nhất của chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng mùa đầu tiên. Kính thưa quý vị, trong đêm chung kết của chương trình Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng, các cặp đôi của chúng ta sẽ có hai phần thi. Ở phần thi đầu tiên, các bạn sẽ trình diễn những tiết mục của mình và ban giám khảo sẽ đưa ra nhận xét sau mỗi tiết mục. Kết thúc cả ba phần thi của ba cặp đôi, ban giám khảo sẽ hội ý và đưa ra những số điểm của mình. Ở phần thi thứ hai, các cặp đôi vẫn sẽ thể hiện những tiết mục và lần này ban giám khảo chỉ nhận xét và điểm số của chúng tôi sẽ được giữ ở cuối chương trình để tạo nên kịch tính và hấp dẫn. Hãy cùng chào đón trên sân khấu phần biểu diễn của cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Mm-hmm.
trời mưa buồn hát hiu, lòng mình thầm nhớ dĩ vãng, đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường. Biệt ly nghe tim mình giá buồn, hồi còi sẽ nát không gian, xót thương vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm, buồn vào hồn không. Chuyện xưa bao đời đường phố vắng, đêm nào quen một người mà yêu thương cho trao nhau trọn lời, để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết đèo đi đường về và biết đành lòng
Xin được cảm ơn danh ca Giao Linh và danh ca Phương Dung. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Về tiết mục này thì theo Hưng là một ý tưởng quá sức là táo bạo. Khi mà đặt vào đây một cái cách vinh danh và ẩn dụ giữa những hình ảnh của những tài năng trẻ cộng với hai tượng đài của âm nhạc, dòng nhạc bolero quá lớn của Việt Nam, đó là cô Phương Dung và cô Giao Linh. Có một đoạn nhịp rất là khó mà lại giao cho một người quá trẻ là Nhân. Nếu một người bình thường đi hát sẽ dễ bị khựng và rớt chỗ đó liền lập tức luôn. Nhưng mà hai lần em đã làm trơn tru, anh có lời khen cho Thiện Nhân. Và ở trong bài hát này, đỉnh cao nhất là cái phần sự hòa giọng của bốn người. Nó rất là cân và rất là đẹp. Và nó vang lên rất là đồng thanh đồng thủ. Một tiết mục rất đáng để nhận những tràng pháo tay thật lớn của khán giả nơi đây. Xin cảm ơn nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đây là một tiết mục mở màn mà rất là bolero, rất trữ tình mà nhẹ nhàng, nhưng mà xứng tầm cho một cái đêm chung kết cho Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng này, để như là Nghĩa và Nhân kế thừa tiếp nối những dòng nhạc bolero trữ tình của quê hương thật là đẹp. Bốn người biểu diễn với nhau, trong lòng đi chỉ có một cái suy nghĩ, một cái ý nghĩ, đó là trải qua bao thế hệ thì cái dòng nhạc trữ tình bolero này mình cảm nhận được là nó vẫn sống. Tuy rằng nó có những lúc thăng trầm, nhưng nó mãi mãi vẫn len lỏi và vẫn sống mãi trong cái tiềm thức của mỗi người dân. Thấy ở trên các bậc tiền bối như thế, đời đây thế hệ như thế này, mình cảm thấy rất là vui. Cảm thấy rất là vui và mình tin rằng dòng nhạc này sẽ vẫn luôn luôn còn sống mãi trong lòng của mọi người. Hai em rất là đẹp sân khấu, và hôm nay mặc hai cái áo rất đẹp. Tên của hai em đi đôi với nhau cũng đẹp nữa, Nhân Nghĩa. Có thể đó là một cái định mệnh đẹp cho hai em. Hạ cũng rất là, phải nói là ngạc nhiên và xúc động nữa, vì mình đã lâu rồi mới gặp lại chị Phương Dung và chị Giao Linh. Cái tiết mục này không có thể nói một tiếng nào khác hơn là tuyệt vời. Xin chúc mừng hai em. Và tiếp tục trên sân khấu của chúng tôi, mời quý vị sẽ cùng đến với một cặp đôi. Đây là một cặp đôi đã làm cho chúng tôi bất ngờ khi đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiếc vé bước vào vòng chung kết ngày hôm nay. Và ngày hôm nay họ sẽ mang đến cho chúng ta điều gì bất ngờ trên sân khấu. Xin được chào đón trên sân khấu cặp đôi Mai Quốc Việt và Như Thùy. Dù
rằng đường đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng, còn chút hương yêu xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong diều cây men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắn buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng hoa mộng dệt theo đàn bên người mơ. Mới biết mình yêu bao giờ, hỡi cố nhân ơi chuyến thân tiến xa vời. Tình đã như vội mong chỉ còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Cứ cúi mặt đi Mai Phước Việt và Như Thùy với Duyên Kiếp và Cỏ Úa. Có thể nói đây là một cách chơi nhạc đúng nghĩa luôn, khi mà cả thí sinh và cả giám đốc âm nhạc cùng bắt tay với nhau để làm lên một chiếc áo hoàng bào đẳng cấp cho một ca khúc rất nổi tiếng, đậm chất trữ tình lãng mạn, bolero đậm chất của dòng nhạc xa xưa. Hai em hôm nay hát tốt, nhưng mà thật sự mà nói một cách công tâm là vẫn còn thiếu một chút kinh nghiệm để mặc cái áo đó vô như thế nào để chúng ta thấy mình là vua chúa, là hoàng hoành tráng. Tôi nghĩ là Hưng lên thì phạm cho hai em nó một tí. Hỡi cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời, tình đã như vôi mong chỉ còn chung. Chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo dành cho Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi, và mời chị Tư Cẩm Ly. Dạ, chị thấy cặp này được không ạ?
Được, nhưng mà Thùy, anh Hưng anh đứng giọng, anh đứng hiên ngang như thế mà em cứ lại xìu. Cái dáng đứng nó lại khác nữa nha, nó kiêu hãnh là khác nữa nha. Xong rồi em mới thả lỏng ra là cái em lại sụi. Em đứng kế ảnh em quéo. Chúng tôi xin mời phần nhận xét của nữ ca sĩ Nhật Hà, xin mời chị. Hà thấy thế này, Như Thùy thì hợp với Quốc Việt hơn là Đàm Viễn Hưng. Chết anh chưa. Như Thùy có cái bẽn lẽn, có cái hơi nhát nhát, mới hợp với Quốc Việt. Có vẻ nương nương nhẹ, dịu dàng. Đàm Vĩnh Hưng quá bảnh, quá hiên ngang thì lại không hợp với cô em dịu dàng mà có chút bẽn lẽn này đâu. Cái bài hát của hai em, hai bài hát của hai em rất đẹp. Đặc biệt là ở đây Hạ rất thích giọng hát Quốc Việt. Em hát rất là tình cảm, tiết chế vừa đủ. Xin cảm ơn nữ ca sĩ Nhật Hà. Và cuối cùng Nguyễn Khai muốn lắng nghe ý kiến của giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Minh Vi. Em có lời khen và lời góp ý. Tụi em chỉ thiếu cái độ sâu của bài hát thôi, cần thêm độ sâu thôi. Nhưng mà anh nghĩ là với cách dàn dựng này thì tụi em đã có một cái màu khác trong suốt tất cả chương trình của mình tới bây giờ. Mà so với anh thì cái phần đầu chưa buông chiêu như vậy là đã ví dụ như 9.75 hay 9.8 là được rồi. Giống như anh Thương anh nói hồi nãy đó, em bận một cái áo hoàng bào vậy đó. Anh nghe nó hơi cao quá, thì em chỉ bị thiếu một cái rất dở là tại sao không chạy tới nhà anh Đàm Vĩnh Hưng mượn ngay cái hoàng bào đó. Đúng ngay cái hoàng bào của Đàm Vĩnh Hưng là tiết mục ra, y chang luôn, y chang đẹp luôn, bảo đảm. Đúng không bạn Hưng? Nó nói từ đầu rồi, ai cần cái gì alo gọi điện thoại cho tôi nha. Góp ý chương trình hay cái gì tôi cũng sẵn sàng làm, không ai gọi thôi. Rồi anh chúc mừng tiết mục của hai đứa. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi thứ ba, cũng chính là một trong những cặp đôi mà đưa chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi mỗi một tuần các bạn lại có những câu chuyện cực kỳ xúc tích, sâu lắng, cũng như là những tràng cười rất là thú vị qua những phần thể hiện của mình. Và đây sẽ là lần đầu tiên quý vị sẽ thấy họ làm một điều rất đặc biệt trên sân khấu. Và đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi cặp đôi thứ ba. Chúng bạn thường hay báo em rằng bước đầy nhà có được người yêu nổi danh là đất hào hoa. Đời vui biết sương nào, tình say đắm ngọt ngào, hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu trong hào hoa chúng ta cũng phải đề phòng, bởi vì hào hoa mấy khi được tiếng thủy chung. Người mang tính đeo bông, tình quay bốn lời phiền khổ nhiều người khổ cuộc đời. Là người yêu hoa. Tao chưa mà chưa có hết mà mới có một nửa à. Cái khúc này là tao phải ra. Tôi về nha, tôi về nha. Rồi. Con lại cha, con lại mẹ. Tặng bông, tặng bông. Tặng bông, tặng bông. Chưa xong. Đi xuống. Ủa chưa hát luôn hả? Chưa hát xong. Chết tôi rồi, có như đó lộn hoài. Vô đi rồi. Ê. Anh làm gì đi theo em hoài vậy? Anh thích em nên mới đi theo em. Trời không được đâu, đứng gần trai lạ má la. Anh cứ làm gì em đâu má em la. Mà nói nghe nè. Dạ. Cho hỏi em tên gì? Em tên Hồ Diệt Trinh. Ủa cái tên này hình như nghe quen quen á. Thôi bỏ cái tên qua bên đi. Anh đứng gần em sợ lắm. Anh có làm gì em đâu mà em sợ. Sợ chứ sao không sợ. Làm gì sợ. Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà
có được người yêu nổi danh là đất hào hoa. Đời vui biết sương nào, tình say đắm ngọt ngào, nói bạn rằng có người nào mà không mơ thương. Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Đời đâu biết mà ngờ, hào hoa vốn nặng thề, bởi vì hào hoa cũng là đào hoa vậy thôi. Đào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Đào hoa là gì nếu không đào hoa là gì? Là một chàng đẹp trai phong lưu và xinh dáng, ánh mắt đã tình yêu cơn si mê. Có chồng hào hoa chúng ta cũng phải đề phòng, bởi vì hào hoa mấy khi được tiếng thủy chung. Người mang tính đeo vòng, tim bay vướng lì phì khôn, nhiều người khôn cuộc đời vì người yêu hào hoa. Người mang tính đeo vòng, tim bay vướng lì phì khôn, nhiều người khôn cuộc đời vì người yêu hào hoa. Người mang tính đeo vòng, tim bay vướng lì phì khôn, nhiều người khôn cuộc đời khổ quá mà. Ta đã giao cho mày rồi, nguyên cái bài này phải cho dancer mặt hở hang tí xíu, ra múa phải chà khán giả người ta khoái, ta mới mua vé, hiểu không? Ông nghĩ làm sao vậy? Tôi bán vé ngoài cổng sốt vé mà ông kêu tôi vô đây làm ca sĩ. Đúng rồi, thằng này sốt vé còn tôi nè, tôi chỉnh âm thanh. Tao phải làm như vậy để làm cái gì? Mới có tiền cho anh em ở trong đoàn ta sống, hiểu không? Khổ ghê vậy đó. Sống thì sao thì sống, ông nghĩ sao tôi gì mà ông kêu tôi làm Cẩm Ly. Còn tôi nè, tôi nghĩ sao nhỏ xíu con kêu làm Đàm Vĩnh Hưng. Thôi bây giờ tôi quyết định không có làm việc chung với ông nữa. Đi về. Đi về. Một mình nó ác được rồi. Chúng bàn tương hay bôi em là phước. Tặng bông. Hay quá bông nè. Lộ lượng em. Úi dạ. Đưa bông này. Tán đòi ông cho. Xin được chúc mừng Hồ Việt Trung và Vĩnh Thiên Kim. Và bây giờ chúng tôi xin mời phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Cho phép Nguyên Kha xin mời ca sĩ Nhật Hà. Thật ra đây là một cái màn mang một cái tính chất giải trí và rất là thú vị. Nhưng nó rất là khó để cho hạ chấm. Tại vì Thiên Kim lại giả thành đàn ông để hát bằng một cái giọng đàn ông thì chắc chắn là nghe không giống đàn ông rồi. Và nếu mà đàn ông kiểu em thì là em quá đẹp trai. Nhưng mà ngược lại chị không thể nào khen Việt Trung phải không ạ? Chị không thể nào khen được Việt Trung là đẹp gái, chị xin lỗi. Đây là một ý tưởng rất là vui và rất là dễ thương của những người chuyên về làm về giải trí. Và không phải ai cũng đủ can đảm để có thể làm việc này. Đó, phải một cái sự tính toán rất là chặt chẽ. Còn đây là ý tưởng đưa ra thì vô cùng thú vị. Nhưng mà để giải quyết được cái vấn đề của ý tưởng này thì mình phải biết cách chọn lọc nó tinh tế một chút xíu nữa. Vì những gì mà các em đã từng tạo ra rất bùng nổ và anh rất là trông chờ. Anh khẳng định anh rất thích cặp đôi của tụi em. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời chị Cẩm Ly. Trong đây nó có một cái là chị thấy cái phần diễn kịch đó nó bị ngắt quãng hơi nhiều. Phần hát của tụi em nó không có liền mạch với nhau. Chị hy vọng rằng chị với anh Hưng cũng như tất cả quý vị khán giả ở đây sẽ thấy là một Hồ Việt Trung và Vĩnh Thiên Kim như là những cái tuần trước, rất là gọi là sôi động và rất là diễn rất là hay. Xin cảm ơn chị Cẩm Ly và chúng tôi xin mời nhạc sĩ Minh Vy. Khoan đợi xíu trước khi nó nhận xét chị Hồ Việt Trinh, chị đứng, chị mặc đầm, chị khép cái chân lại giùm em tí. Thì mị vô chứ chị. Không thể khép được vì chân chị bị kiềng. Có lẽ chút xíu cái phần lỗi kỹ thuật nên sẽ ngắt bớt cái mạch cảm xúc cho khán giả và cho cái kịch bản của tụi em. Chứ không thể nào lỗi hoàn toàn của tụi em. Nên mạch cảm xúc tụi em sẽ bị hơn. Giảm một tí. Quan trọng tiết mục hai đứa thích, hai đứa bàn bạc với nhau để làm. Anh hỗ trợ hai đứa để làm. Miễn sao ra khán giả, có khán giả thích, ồ đây là Hồ Việt Trung của tôi, đây là Vĩnh Thiên Kim của tôi, tôi thích họ như vậy là tụi em vui. Kính thưa ban giám khảo cùng tất cả quý vị, đúng ra cái vai này nó là một cái vai của không phải là một người nữ mà vai của một người nam giả nữ.
Nên đúng là cảnh cuối khi mà đạo diễn ra là phải kéo tóc em ra để lộ nguyên cái đầu nam, là chứng hồi đó cho khán giả biết là hồi nãy giờ là nam chứ mà nữ. Nên những cái động tác của em là trong cái diễn của em muốn cho khán giả biết là mình là nam nhưng mà có nữ trong đó, nó dẻo, không phải chuyên nghiệp, không phải là một người nữ chuyên nghiệp. Nên là diễn đi đứng của em nó vẫn có cái gì đó để nam. Để khi mà kéo đầu tóc giả ra thì hồi nãy giờ đây là nam giả chứ không phải là nữ, nên có thể thông cảm được cho em. Nhưng mà cái chi tiết đó quên của tôi. Nếu mà đúng như em như Trung nói đó, giật cái tóc lên nữa chắc sẽ là nó đỉnh điểm hơn. Thôi thì hy vọng là tiết mục sau mình gỡ bù lại được không? Ba tiết mục của ba cặp đôi xuất sắc nhất của Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng đã hoàn thành. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những điểm số của ban giám khảo dành cho ba cặp đôi. Quý khách xin mời quay trở lại sân khấu. Và bây giờ chúng tôi xin mời điểm số của ban giám khảo. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Điểm số đầu tiên tôi dành cho cặp đôi Mai Quốc Việt và Như Thùy là 9,5. Điểm số tiếp theo dành cho cặp đôi Hồ Việt Trung, Việt Như Kim, 9,5. Có Công Nghĩa Thiện Nhân, 9,75. Xin chúc mừng các bạn, xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly. Có một sự trùng hợp luôn. Tức là Ly dành 9,5 cho Mai Quốc Việt, Như Thùy cũng như Hồ Việt Trung và Vĩnh Thiên Kim. Và 9,75 cho Công Nghĩa và Thiên Nhân. Xin chúc mừng các bạn. Và nữ ca sĩ Nhật Hà. Hà rất thích cặp Quốc Việt và Như Thùy và xin dành tặng họ 9,75. Và một điểm 9,75 nữa xin trân trọng tặng cho Công Nghĩa và Thiện Nhân. Cho Công Nghĩa và Thiện Nhân 9,75. Và thưa cặp đôi còn lại, Hạ xin tặng các bạn là 9,50. Dạ. 9,5. Dạ, 9,5. Thưa quý vị, ở vòng 1 đầu tiên thì các thí sinh của chúng ta không có sự chênh lệch nhiều về điểm số, chỉ cách nhau có 0,25 từ phía các vị giám khảo. Và chính vì vậy chúng tôi nghĩ là vẫn còn một cơ hội nữa để cho các thí sinh sẽ thể hiện tốt hơn ở vòng 2. Một tràng pháo tay cho ba cặp đôi xuất sắc của Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ hai của các cặp đôi trong ngày hôm nay. Và mở đầu, mời quý vị sẽ cùng đến với chúng tôi với một hoàn cảnh về miền quê rất thú vị và câu chuyện mà họ sẽ kể trên sân khấu sẽ như thế nào. Hãy cùng chào đón trên sân khấu cặp đôi Mai Quốc Việt và Như Thùy. Em anh duyên đời gặp nhau, đừng
chưa có hề biết nhau. Chớ lo trước là sao quên. Em ơi xin chớ lạnh lùng, lòng anh tê tái khi em hững hờ. Lời anh sao quá ngọt ngào, khiến lòng cũng phải xuyến xao. Nhưng e có lúc người ta hay lòng. Em ơi dù vật đôi sao rời, thương em anh vẫn. Thương em, chỉ thương em anh vẫn một lòng thủy chung. Tin chưa, mà nè, má anh nó bắt anh lấy vợ, bây giờ sẵn có má đây luôn nè. Má ơi, má ơi. Má đây con, từ từ má. Con. Ủa, em kêu má em. Trời ơi. Con đường quê gì mà đi giày cao gót khó quá à. Việc à, dạ. Má nói cho biết nha không, hồi nhỏ mày té giếng ao làng mình đó. Rồi ta đồn cả làng cả xóm biết, ai dám lấy bay. Tao bưng bay lên Sài Gòn nuôi tới giờ, mà mấy mối Sài Gòn chê bay hết trơn à. Nay được cái mối dưới đây nè, rồi bay thấy con gái ta làm sao? Cũng vừa miệng lắm á. Trời ơi, con người làm như trái cây vậy vừa miệng. Ủa rồi còn sống thấy ai hết trơn vậy con? Sao đó con? Dạ. Có ai tới nhà tìm mình vậy con? Đây đây má, đây mà. Nghe má nói nè Thùy, má nghe đồn từ đầu chương trình tới giờ con ế dữ lắm rồi, không có ai hốt con hết. Bây giờ có quân ngủ nào nó xui quá nó hốt mày vậy? Để tao qua tao coi mặt coi. Đây là má. À, xin lỗi. Trời ơi, con Thùy Tẩn nè. Ủa, ủa bé Thùy Tẩn ở dưới quê xưa đó hả má? Thùy Tẩn cạnh nhà mình. Ủa trời ơi, sao giờ xinh quá vậy? Ừ. Bây giờ em còn Tẩn không Thùy? Ừ, em còn chứ, mà còn chút xíu à. Trời ơi. Ôi, thì ra đây là Mai Quế Lộ. Cái gì vậy? Mai Quốc Việt. Con à, hồi xưa con té giếng đó con, bây giờ đỡ chưa con? Cũng bớt rồi. À. Ủa anh té giếng á? Mày im đi, mày té chung với nó đó. Thấy chưa, tao nói mà tao nghi lắm mà. Nè, má dạy rồi. Nhìn ngó trai nhà bên vậy, từ từ để mắt coi ai cái đã. Trời ơi, chiếc nọng thân quen. Hàm răng kỷ niệm. Bà sáu. Bà tám. Sắc. Sao vậy má? Sao vậy má? Nghe lời má nói nè con, nhà mình trồng rau cho nên coi chừng mấy có con dòi bỏ lúc nhúc nhà bên đó con à. Việc à, sắp Tết rồi, bà má nấu thịt có hộp vịt ăn không đã hèn sao? Trước heo nấy nọng vậy chi vậy con? Thôi à, con có nhà mình còn bao nhiêu trái dừa chưa nạo, nhờ cái bàn nạo của bác nhà bên mà nạo đi con. Việt à, vô mượn cái kìm cho má, má rút răng phóng nát nhà đó con. Con hãy yên tâm, má đã có một màn mỡ bảo vệ rồi con à. Thôi, hồi sáng đi xuồng chung với má con hả con? Dạ. Sao không chìm hay vậy? Nhờ ơn đức hàm răng của chị đỡ tôi lên đó chị à. Thiện tay. Xin chào thí chủ à. Không có cưới hỏi gì hết, cho mày ế luôn con. Con mày, hỏi cưới vợ, về cưới chồng cho. Trời ơi má, khổ lắm má ơi. Trời, bây giờ mới kiếm được cô lâu lắm rồi trời. Em, giờ sao vậy? Anh né ra đi. Má không cho mà em có chịu không chứ? Má không cho sao chịu? Em chịu đi rồi anh tìm cách. Không được. Nói đi chứ bà má anh dễ lắm. Năn nỉ là được hả? Má em có. Trời đất ơi. Rầu túi ruột à. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu. Con sắc chung một nhịp cầu nè, bằng lòng đi em, vườn trái xanh màu. Thôi má đã nói má không cho là má không cho. Được mà. Mà nhỏ giờ tôi kia té giếng trời phải nghe lời má. Ôi không
lòng đi em, quê miền Tây quen khói lam chiều. Cầu tre lắc léo bướm ong phượng hồng che keo, chim nước kêu qua tình yêu. Chim liếu lo chuyện cành điều, ngô lúa sai quần mì miều. Nè bằng lòng đi em qua. Bằng lòng đi con, ma về quê làm lý cao trầu. Ngày mai đám cưới rước dâu bằng xuông ba lá. Hai má ngồi trên đầu ghè, hai đứa con ngồi dưới cuối ghè. Ủa cái gì cuối ghè? Cuối ghè là cái gì bà? Cuối ghè là cuối ghè đó, là sao làm khó tôi quá vậy? Trời ơi, nghe bà hát mà muốn nói ghè. Là gì? Nói ghè đó má. Gì được đó má, được đó má. Ủa? Hát cũng khác người nữa. Cái mặt sinh ra đã khác người rồi. Nè, nhìn nó có cái người phụ nữ nào mà cái mái với cái răng giống nhau không? Thôi, mà sao hai má cứ kình nhau hoài luôn á. Cũng ngồi dạy hoài đi má ơi. Nè, hỏi bà, hồi xưa cùng một cái xóm làng, cùng yêu một chàng trai chi vậy cho tình địch với nhau. Bây giờ chàng trai lên Sài Gòn cưới vợ lập nghiệp rồi. Rồi nghe đâu cũng theo mấy cái trò hát hò này nè. Chàng trai đó là Đàm Vĩnh Hưng đó. Đúng rồi ha, không chừng vợ là Cẩm Ly đó. Anh Minh Vi đang nhìn bà đó. Thôi bỏ đi. Đừng nói nữa mà ảnh hưởng điểm của mấy đứa nhỏ bà. Dạ thôi mà, hai má làm quà đi. Chứ con với ảnh lâu lâu lắm mới gặp được một mối hợp dữ vậy đó. Tao quên mày ế nữa chứ. Dạ. Bà ơi, thôi mình đừng hiềm khích nữa. Dạ. Hai đứa này nó ế nhất đại dương rồi bà. Dạ. Thôi cho nó đến với nhau đi. Còn tụi mình sống năm nay biết năm sau còn tụi mình nữa không? Cho nên thôi, những cái hận thù gì của chúng ta xuống dưới mình giải quyết tiếp bà nhé. Ờ ha, bây giờ ta cũng có vợ rồi, hận thù chi tụi mình nữa. Rồi cho tụi nó hạnh phúc đi, tôi dẫn bà đi niềng răng nha. Ừ. Hạnh phúc nha. Tới đi con. Hạnh hôn nha. Đẹp đôi dễ sợ. Xin được chúc mừng Mai Quốc Việt và Như Thùy, xin được cảm ơn diễn viên Gia Bảo, diễn viên Minh Dự. Quá là dễ thương thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi xin mời ban giám khảo nhận xét. Chị cười tôi nói muốn đau bụng luôn á. Nó rất là duyên và em cũng không ngại ngần gì mà đem cái tâm sự của mình lồng vào trong cái bài hát này để nói lên. Nhưng mà nó cũng rất là duyên luôn. Giống như anh Khang nói biết đâu, phải không? Cuộc thi này là một cái cách thoát ế ngoạn mục mà em đang cần có. Em phải cảm ơn cái chương trình này. Dù cho em có đoạt được quán quân hay là á quân đi nữa thì anh chắc là hơn biết bao nhiêu khán giả theo dõi chương trình truyền hình Vĩnh Long năm nay. Có nhiều khi em cưới chồng ở miền Tây không chừng. Một lần nữa rất là thích tiết mục này. Chúc mừng hai đứa rất nhiều. Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Trước tiên là cho phép chúng tôi được tự hào một chút xíu. Ở vòng loại ngược dòng giữa rất nhiều những cặp thí sinh khác mà chúng tôi và có một cái sự nhìn nhận đánh giá và để lựa chọn đưa các em vào là cặp đôi xứng đáng để bước vào chung kết, thì ngày hôm nay quả lòng là không có phụ cái quyết định đó của chúng tôi tí nào hết cả, đang làm cho các đối thủ khác phải rung rinh lo sợ đấy. Chúc mừng nhé. Xin chúc mừng. Thật ra thì ngày hôm nay thì em có gọi điện thoại về cho ba mẹ, em nói là hôm nay con có một bà mẹ trên sân khấu bá đạo dữ lắm. Xong rồi mẹ em là mẹ em ở Quảng Nam. Xong rồi mẹ em... Ủa vậy hả? Đâu? Mẹ nào? Mẹ nào bá đạo không tao? Xong rồi mẹ em bắt máy bay sáng nay vô đây liền. Đâu? Để mà coi thử cái tiết mục này á. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Dạ mẹ và ông bà nội của em đang ngồi sau lưng anh chị. Trời ơi. Chào mẹ. Vậy cho phép Nguyên Khang phỏng vấn cô tí xíu thôi, là cô thấy cái bà mẹ này trên sân khấu có bá đạo không? Dạ, ở Quảng Nam là mới đi vào hồi sáng nay là đi theo dõi thì là thấy hai đứa dễ thương. Chị cứ nói giọng Quảng Nam đi chị. Quảng Nam. Dạ, xin chào anh Đồng Vĩnh Hưng
Qua chị Cẩm Ly. Dạ. Ê, con gớ vừa khó rồi chị. Cẩm Ly và chị Nhật Họa. Nhật Họa. Cô thấy là cái bà mẹ đó với mình ai đặc bà biệt hơn? Dạ. À, chắc có lẽ là hai bà mẹ kia bá đạo hơn. Cảm ơn cô rất nhiều và cũng hy vọng là con gái của cô sau cái tiết mục này thì sẽ được khán giả yêu mến và đặc biệt là sẽ năm sau có tin vui cho gia đình cô ha. Em cứ kêu kêu anh cái gì cái tâm sự của em ăn hộp dịch lộn với tâm sự mà còn bảo. Rồi xin được cảm ơn cô rất nhiều à. Yeah. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ cùng đến với phần thi của tiết mục thứ hai. Và chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục được dàn dựng khá là công phu và đặc biệt. Hãy cùng chào đón trên sân khấu cặp đôi Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Thank you.
làm trang canh tâm sự thì ba lại tả từ của phu nhân đã trọn tình gian nghĩa. Đứng trên vàng quá ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để cho bao người chiến sĩ hiên ngang không chậm bước quay. Mà chuyện đáng lo là sự trường tồn của dòng dõi Hùng Dương. Lại chị phu nhân, hãy nổi trong đồng đi, hãy nổi trong tấn công đi phu nhân. Chuyện tấn công. Đất nước Nam độc lập muôn đời.
là Cao Công Nghĩa và Thị Nhân. Với hình ảnh của hai vị Trương Trắc và Trương Nhị, xin được cảm ơn tiết mục với phần hỗ trợ của đoàn Phương Việt. Phần phụ diễn của vai Thi Sách chính là nghệ sĩ cải lương Đoàn Minh, cũng là một gương mặt của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng. Đoàn Minh cất tiếng phu nhân thôi là dưới đây lưng thoát tim. Rồi cái lúc mà em nói cái câu mà đất nước Nam độc lập muôn đời, trời ơi, anh ôm đầu luôn chứ không nổi. Thật sự nó quá xúc động này. Anh thường là cái yếu tố dân tộc và cộng đồng để mà được lựa chọn đem vào để cái phần thi chung kết, thì theo anh đó là một lựa chọn đúng đắn, chính xác và thông minh nhất. Cảm ơn những người đã dạy dựng tiết mục này, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mừng hai em. Xin được mời chị Tư Cẩm Ly. Chắc chắn là hai đứa sẽ không thể nào mà có thể mà hoàn mỹ được về các đồng. Mấy cái đường, mấy cái tướng, mấy cái dáng đi thì không thể nào được. Tại mình không phải là dân chuyên nghiệp đó. Nhưng mà có lẽ là cái tinh thần trong một cái tuần kinh điển như thế này, cảm xúc mình nó quá dâng tràn đi. Một lần nữa xin chúc tụng tiết mục. Rất tròn trịa trong từng câu, từng chữ. Cái vai của Nghĩa nặng hơn. Thiện Nhân đóng vai một cô em nhỏ thôi, vẫn còn rất là mềm yếu. Từ trong cái tướng đi và cách biểu cảm, nhưng em cũng đã rất là đẹp rồi. Đây không phải là tiết mục thi nữa, là một cái tiết mục biểu diễn rất đặc biệt và mang lại rất nhiều cảm xúc cho chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả các em. Và xin mời giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Minh Vi. Anh thấy những giọt nước mắt của chú Đàm Vĩnh Hưng, cô Cẩm Ly. Thì cái mừng nhất, tiết mục của hai đứa, anh không nhận xét hay dở, nên để cho khán giả sẽ là người nhận xét công tâm nhất và đặc biệt. Rồi, xin trân trọng cảm ơn ban nhạc. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa để cảm ơn ban nhạc. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn rất nhiều và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi cuối cùng. Xin được chào đón ra sân khấu cặp đôi Vĩnh Thư Kim và Hồ Việt Trung. Làm như đó giờ con làm biến đi thì con gái của má cũng biết nữ công gia chánh bộ. Đâu tao dòm trời coi hôm nay có bão không. Trời ơi, mây đen dần vũ. Sao hôm nay con cầm cái chổi lên là có chuyện gì nói má nghe coi. Má, thôi chút nữa má cho con đi chơi với anh Trung nha. Cái gì? Đi với anh Trung hả? Thấy chưa, tôi nói rồi, 1 năm 12 tháng mà nó cầm cái chổi là tôi biết có chuyện à. Tại sao má nói với con hoài vậy Kim? Không bao giờ được đi với thằng Trung nghe chưa? Má cấm hai đứa bay quen nhau mà. Con với ảnh thương nhau thật lòng mà sao má cấm cản vậy? Thương cái gì, nó nghèo xót nghèo xa mà thương cái gì. Bây giờ đi vô trong đi, đừng có nói nhiều nữa. Coi nhà cho tôi đi công chuyện. Tối ngày trời đi chơi chứ cấm cản. Gái nuôi lớn mà cứ nói tới là nó dùng dằn hà. Bực bội. Trời ơi, chắc nãy giờ đứng đợi tôi lâu lắm rồi nè. Thấy thương quá à, em ơi. Nãy đứng đợi anh lâu lắm rồi phải không? Trời ơi, nhớ lắm nè, đợi nãy giờ anh đi trễ chút xíu à. Bây nãy giờ anh cái coi. Nãy giờ đi trễ giờ lắm đó. Cốt độ. Dạ thưa bác, con mới qua. Mày nghĩ làm sao mà nhìn tao ra là em mày vậy mày? Tại hả? Thấy cái lưng mà sao tưởng có 17 tuổi. Mày đừng có xạo mày ơi. Sao tao nói hoài vậy Trung? Tao nói là tao cấm mày qua nhà tao. Thiếu điều tao muốn quỳ lại gian sinh mày mà mày cứ qua hoài vậy Trung. Con yêu em Kim thật lòng mà bác đừng có cản tụi con nữa. Tụi con yêu thật lòng mà. Yêu cái gì, nghèo rớt mồng tơi mà yêu cái gì. Mày có lo được cho con gái tao không mà yêu. Trời ơi, bác nói hoài mà nó lì hoài à. Khổ ghê. Khổ cái gì? Tao cấm mày qua nhà tao rồi,
mày biết không, trước cửa nhà ai cũng có ông thần giữ cửa hết trơn á. Người ta treo ở đó để người ta trừ ma diệt quỷ. Tao hy sinh ông thần giữ cửa, tao tháo xuống, tao treo hình mày lên rồi mà mày vẫn qua hoài. Khoan hay năm quá mộ. Hoài. Trời ơi, fan hâm mộ, bác hâm mộ con hả bác? Treo hình con, cái fan hâm mộ con đúng không? Cái gì fan hâm mộ hả? Dạ, hâm mộ con. Tao fan vô đầu mày thì có. Bác cứ chửi con hoài nè, bữa nay con qua đây nè, qua đây thăm bác, có quà cho bác luôn. Quà gì? Có quà đặc biệt lắm. Nhà con đồ quý không à, nè, đó, tặng bác, nè, quà tặng bác. Mày... Cái gì vậy? Mày chù tao chết đúng không? Đúng rồi, bác. Mày chù tao chết chứ gì? Quà của con tặng bác mà. Quà gì mày tặng chú xanh với nhang mà quà gì mày chết mày với tao. Mày... Dính nè con. Ây da trời. Mẹ ơi má. Sao má đánh anh chung với con vậy? Trời ơi, có sao không? Mày khỏi nghe. Tôi qua tô qua tôi đem. Mày coi đó. Tôi tặng quà quanh tôi. Con có sao không? Trời ơi. Mày coi nó tặng má mà nó tặng chú xanh với nhang. Nó chù má chết thấy chưa con. Nhà bán cái gì tặng cái đó. Mày hết cái mày bán hả? Mày hết cái mày bán hả? Tôi sao không? Đau quá. Bước qua đi. Má. Má cái gì? Bước qua đi. Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Em nói ra đi chẳng để một lời. Có gì mà ngại con ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lụy vương. Má, người yêu của con rồi má. Ủa người yêu mày hả? Người yêu của con. Ờ quên. Nói chung là tao cấm tụi bay quen nhau, vậy đi. Rủi ra khỏi nhà đi. Má. Má, má cái gì? Má. Duyên tình không vẹn xéo neo làm chi. Anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng thà được tình đôi ngã, em về chọn tình duyên mới. Còn anh đi cưới vợ là xong. Chọn xa nhau là giang diêu chi thêm đơn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lì vương. Có gì mà ngại em ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không vừa, xin đừng lụy vương. Ủa má, bạn trai mới của má ha má? Ủa chứ ai vậy? Cứu má, cứu má. Tao xin trân trọng thông báo với hai đứa bay được biết, khi tao nói điều này ra chắc chắn tụi bay sẽ hả. Tao là cướp. Hả? Tao biết mà. Trời ơi, ăn cướp bó người ta. Mày lên đi. Ăn cướp. Lên. Mày ngu quá, đã ăn cướp mày la tao lắm bả rồi sao? Mày không muốn chết, cứu mà. Mày muốn cứu bả không? Nhà mày có gì quý hiếm đem ra đây đi. Tao tha cho. Anh ơi, ở nhà này quý nhất là con gái em đó anh. Vậy bà quan bên. Anh ơi, nhà em có chuối với nhang được không? Ê! Chuối nhang gì làm gì? Hả? Em sợ quá. Bây giờ tao nói rồi, tao đếm từ 1 tới 3. Tụi bay không đem đồ quý hiếm nữa tao làm bà chết. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, em xin anh ơi. Anh đừng có giết má vợ em anh ơi. Mày nói ai? Má vợ em. Má gã nào kia má vợ mày? Má trong tim. Lúc nào cũng coi má là má vợ của em hết anh ơi. Tao không cần biết má vợ hay là má không vợ chứ. Không có đồ tao đâm bả chết. Anh ơi, từ từ, quán anh từ từ. Bây giờ em nói vậy nè, không ấy để em thế được không? Em
Thế là thế làm sao? Nguy hiểm lắm. Không được đâu Kim ơi. Anh nguy hiểm lắm. Anh sợ em, ai lo cho em? Thế là thế làm sao? Thế làm sao? Thế vậy nè. Chân ra má. Má cái sao má? Ôi chỗ này chỉ đen sơn nữa mày. Xử đi anh. Xử gì? Đâm ra. Trời ơi anh. Là đâm mày hả? Dạ. Sao mày ngu vậy, mày đang sống tự nhiên mày giờ mày đòi chết là sao? Em không muốn má vợ em chết. Thà em chết thay má em được không? À có nghĩa là mày yêu con gái bả, vì bả hy sinh hết tất cả đúng không? Dạ. Được rồi, tao sẽ đâm mày. Dạ. Trời ơi. Dạ. Mau. Mau đi mà. Trời ơi. Mau. Dao còn cầm nè. Chưa em vô tim luôn á. Em xin lỗi, em hơi lố. Làm lại mày ơi. Mày muốn chết, tao sẽ đâm mày chết. Đừng. Đừng. Nghỉ đi, nghỉ đi. Tôi nói bà rồi. Sao không? Chưa chết hả? Tôi nói sao? Bà rồi. Bà đâu có tin tôi. Thằng Trung là thằng người tốt. Bà lúc nào cũng nghĩ những người xung quanh bà là người xấu không mà. Con gái bà thương, hai nó thương nhau thiệt. Thì cho nó đến với nhau đi. Ngày xưa bà với chồng bà yêu nhau. Bà má có kém không? Hả? Ủa ai? Chú Bảy nè con. Trời, chú Bảy. Biết sao không? Má mày á là kêu tao á là giả bộ thử lòng mày coi mày có thương nhỏ này thiệt không. Đó bây giờ đó, bà đó bà coi đi, bà giải quyết đi. Má thấy chưa? Con nói má là chung thương con thật lòng mà má không tin. Biết rồi. Cho ai cũng chửi tôi hết trơn vậy. Xích qua một bên đi. Má định làm gì anh Trung? Trung. Má định làm gì anh Trung má? Đừng làm gì anh Trung mà má. Má con không được đâu, má con không được. Kệ tế nhị lại. Mày xích ra đi. Má định làm gì anh? Xích ra. Trung. Má đã hiểu lòng con rồi. Má sẽ gả con gái má cho con. Từ nay gia đình mình sẽ có một đám cưới. Đúng rồi. Lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa mưa, thuyền ai qua sông nụ cười mến mong. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, mùa mưa cầu tre dâu khó đưa. Cũng dân ca bằng
cầu anh tới bằng lòng đi người yêu nhỏ bé nhớ thương nhau điều lý qua cầu dễ thương quá xin chúc mừng Hồ Mỹ Trung và Vĩnh Thiên Kim. Cũng xin được cảm ơn phần phụ diễn rất tuyệt vời của Lâm Vĩ Dạ và Thanh Tân. Cảm ơn vũ đoàn đam mê. Ngày hôm nay họ rất là tỏa sáng với tiết mục thứ hai của mình đúng không ạ? Thậm chí là Nguyễn Khang còn thấy chị Nhật Hạ chống cầm rất là thích cái tiết mục này nữa. Nguyễn Khang xin phép được mời chị nhận xét về tiết mục này ạ. Hai em có một cái tiết mục dàn dựng rất đẹp, rất là hoành tráng và rất là đẹp. Giọng hát cũng đẹp nữa. Thì đó cũng là một cái màn kịch rất là vui. Và hai em vừa hát vừa diễn rất là tốt. Xin chúc mừng. Và xin mời chị Cẩm Ly. Em rất là thoải mái mà hát đồ cũng tốt nữa. Mà rồi cái sân khấu nó một cái kết, một cái đám cưới rất là hoành tráng, rất là đẹp. Và đặc biệt là không thể nào mà không cười với hai ông bà già. Ông quậy quá trời chịu không nổi. Tôi nổi té cái bạch tới đây luôn. Chị xin chúc mừng tiết mục của hai đứa. Dạ, xin mời anh Hưng. Phần 2 này hai em tỏa sáng thực sự đúng như cá thả về nước. Cái mô típ mà happy ending á, nó dễ thương và nó làm hợp lòng người nhiều người lắm. Nhưng phải nhớ, nó không phải là cái gì đó là lạ, không phải là cái gì đó mới để mà đột phá. Khi em đang thi chung kết, trong khi em đã dựng những ngọn núi rất là lớn, phần hát của Trung, phần đầu, phần hai, anh đều thích hết. Rất ngọt ngào và dễ chịu. Tiết mục này anh không có một cái gì để chê ngoài trừ cái kịch nó hơi nhiều xíu thôi. Hơi nhiều chút xíu, chứ còn tất cả mọi thứ đều tốt hết. Chúc mừng hai em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn các bạn. Đây là đêm chung kết rồi. Sau ngày hôm nay thì em sẽ không gặp được ekip cũng như là ban giám khảo, ban tổ chức cùng mấy anh ban nhạc và MC đẹp trai. Dạ, thì em xin được nói lời cảm ơn sâu sắc đến ban tổ chức đã tạo một cái sân chơi cho tụi em. Tại vì thực sự cuộc đời đi hát của tụi em ước mơ của mình được đứng trên một cái sân khấu lớn như thế này, rồi có ban nhạc hát, ban nhạc đánh cho mình, không biết chừng nào mình mới có cơ hội được đứng trên những cái sân khấu như vậy. Phải có tiền làm live show cho mình thì mới có được những cái này. Nhưng mà thực sự là không biết mình có đủ khả năng để mình làm hay không. Hôm nay được đứng trên sân khấu này là một niềm rất là hạnh phúc của em. Cảm ơn anh chị đã cho em những cái lời góp ý. Đôi khi có những hôm nào mà được anh chị khen đó, thì qua bữa sau á, xô tăng lên đột ngột. Dạ, cá xê tăng lên luôn. Bữa nào mà phỉ mà hơi chơi chút xíu á, mai giảm xuống. Dạ. Và không quên xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đài truyền hình Vĩnh Long đã ủng hộ cho Hồ Việt Trung, Vĩnh Thiên Kim. Em xin hết xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Rất là tình cảm đúng không ạ? Hồi nãy nguyên bài phát biểu anh tưởng em chuẩn bị đăng quang hoa hậu rồi chứ. Thưa quý vị, có thể thấy một điều là ở vòng 2 này các đội của chúng ta quá xuất sắc. Hai tiết mục hài và một tiết mục mang đến cho chúng ta những sự tự hào về dân tộc, về đất nước. Và tôi nghĩ là phần khó nhất ngày hôm nay lại thuộc về ban giám khảo. Chính vì vậy, cho phép chúng tôi xin mời ban giám khảo sẽ hội ý để công bố kết quả sau ít phút nữa. Xin mời. Chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ xác định được quán quân của chương trình mùa đầu tiên. Nhưng trước khi đến với những giây phút hồi hộp đó, hãy cùng thưởng thức tiếng hát ngọt ngào, đầm thắm của danh ca huyền thoại Phương Dung. Cười chợt nhớ một người, chạy lòng tôi khơi bao niềm nhớ. Người nơi xa xăm phương trời ơi, người con buồn con thương con nhớ. Nắng phai rồi em ơi, chiều xuân có một người ngơ ngác đi. Một tình thương nơi phương trời cũ,
đêm xuân dài mà đâu có hay. Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời, đợi mùa xuân sang tô màu nhớ. Dừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đắm thắm. Giờ vun vút trời mây, chợt nhớ một người, chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ. Người nơi xa xăm phương trời ơi, người còn buồn còn thương còn nhớ. Nắng phai rồi em ơi, chiều xuân có một người ngơ ngác đi tình thương nơi phương trời cũ. Chiều nay hoa xuân bay nhiều quá, chiều tàn dần phai trên ngàn lá. Tìm đâu bóng hình ai, người về còn chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời, đợi mùa xuân sang tô màu nhớ. Dừng chân trong hoa xuân hồng thắm, buồn tìm về tình ai đắm thắm. Giờ vun vút trời mây, vun vút trời mây. Thưa quý vị, để tổ chức thành công chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng mùa đầu tiên, chúng tôi phải gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Và điều đặc biệt là chúng ta có được những thí sinh rất xuất sắc đã tạo nên được những kịch tính hấp dẫn và lôi cuốn cho chương trình này. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ, giám đốc âm nhạc, ban giám khảo, ban nhạc đã mang đến sự thành công cho chương trình. Và ngay bây giờ phút hồi hộp đã đến, hãy cùng chào đón ra sân khấu ba cặp đôi xuất sắc nhất của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng. Xin được chào đón ra sân khấu mã số bình chọn 02, cặp đôi Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Cặp đôi mã số 04, ca sĩ Mai Quốc Việt và diễn viên Như Thùy. Cặp đôi mã số 08, ca sĩ Vĩnh Thiên Kim và Hồ Việt Trung. Kính thưa quý vị, mỗi một cặp đôi mang đến một màu sắc khác nhau. Ngày hôm nay, quán quân chỉ có một. Quán quân sẽ nhận được giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Á quân 1 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Và Á quân 2 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Nguyên Khang đang cầm trên tay kết quả không dành cho những người yếu tim. Điểm số của vòng 1 của chúng ta đã có, nên là chắc các bạn cũng đã biết. Cho phép Nguyên Khang được đọc điểm số ở vòng 1 của các đôi. Cặp đôi Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân
29,25. Cặp đôi Mai Quốc Việt và Như Thùy 28,75. Cặp đôi Hồ Việt Trung và Vĩnh Thuyên Kim 28,50. Và bây giờ là điểm số của vòng 2. Chúng tôi sẽ đọc điểm số đầu tiên là điểm số của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Điểm số thứ hai là điểm số của giám khảo khách mời nữ ca sĩ Nhật Hạ. Cặp đôi Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Điểm số của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 10, nữ ca sĩ Nhật Hà 9,75. Cặp đôi Mai Quốc Việt và Như Thùy, điểm số nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 9,75 và nữ ca sĩ Nhật Hà 9,75. Cặp đôi Hồ Việt Trung và Vĩnh Thuyên Kim, điểm số nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 9,75 và nữ ca sĩ Nhật Hà 10. Quán quân của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng với số điểm 58,75. Chúng tôi xin chúc mừng cặp đôi. Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Và chúng ta có hai á quân một đồng hạng 58 điểm, đó chính là Mai Quốc Việt, Như Thùy, Hồ Việt Trung và Vĩnh Thiên Kim với 58 điểm. Xin chúc mừng. Nữ ca sĩ Cẩm Ly đã dành cho các cặp đôi 9,75, 9,75 và 9,75. Thưa quý vị, như vậy cặp đôi quán quân sẽ nhận được giải thưởng trị giá 300 triệu. Chúng ta lần đầu tiên có hai á quân và giải thưởng của các bạn sẽ được chia đều. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Quách Vân Quân, đại diện đơn vị tài trợ chính công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại Việt Hương, nhãn hàng bột giặt APA. Và cũng xin được trân trọng kính mời bà Phạm Kim Dung, tổng giám đốc công ty Sang Vàng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên trao giải á quân một còn lại. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, một điều bất ngờ xảy ra là hai cặp đôi còn lại của chúng ta đã quá xuất sắc, và thay vì có giải á quân 2, ban tổ chức đã thấy được sự đồng điểm của các cặp đôi, và Hồ Việt Trung, Vĩnh Thuyên Kim cùng với Mai Quốc Việt và Như Thùy đã đồng giải á quân 1 của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng. Xin được chúc mừng các bạn. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long sẽ lên trao giải quán quân cho cặp đôi đã đạt giải của chương trình Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Thưa quý vị, với một tiết mục xuất thần, một tiết mục biểu diễn quá xuất sắc trong đêm chung kết ngày hôm nay, cặp đôi đã đạt được điểm số 58,75 để xứng đáng đạt ngôi vị quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị giám khảo, giám đốc âm nhạc, chúng ta cùng lên sân khấu để chúc mừng cho chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Thưa quý vị, và như vậy, một mùa của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng đã khép lại tại đây với một quán quân và hai á quân. Chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca do Đài Truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang Vàng thực hiện. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào mùa 2 của Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng. Xin chúc mừng Thiện Nhân, Cao Công Nghĩa đã trở thành quán quân của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng mùa đầu tiên. Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa với Thiện Nhân, Cao Nghĩa mà còn có ý nghĩa đặc biệt khi từ nay một cặp song ca đỉnh cao đã ra đời, góp phần điểm tô thêm hương sắc cho nền âm nhạc Việt Nam. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại các nghệ sĩ, các giám khảo khách mời trong tập đặc biệt của Tuyệt Đỉnh Song Ca phiên bản cặp đôi vàng, tập gala mừng xuân. Trong tập này, những cung bậc cảm xúc đông đầy, những tiếng hát say mê, gợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước khi mùa xuân về sẽ làm đắm say những trái tim yêu âm nhạc.